vì tương lai của bạn. Trao tặng cơ hội chắp cánh ước mơ. Độc lập tài chính, an nhàn hưởng hưu. Chọn hiếu vẹn tình, gia đình thịnh vượng. Bảo Việt Nhân Thọ, niềm tin vững chắc, cam kết vững bền. Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ là thành viên của tập đoàn Bảo Việt, tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với bề dày hơn 50 năm phát triển, đã và đang có đối tác chiến lược là những tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu thế giới. Hiện Bảo Việt Nhân Thọ là doanh nghiệp bảo hiểm uy tín số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm. Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân Thọ là đơn vị đi tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân Thọ luôn khẳng định vị thế dẫn đầu về nguồn tài chính ổn định vững mạnh. Với tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế là hơn 30.000 tỷ đồng. Trong 20 năm tiên phong khai mở và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, Bảo Việt Nhân Thọ đã thực hiện trọng trách chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn cho hơn 1,2 triệu khách hàng với số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân Thọ có mạng lưới kênh phân phối sản phẩm rộng khắp toàn quốc với dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tài chính đa dạng, phù hợp cho mọi tầng lớp khách hàng và tổ chức. Năm 2013, việc bổ sung vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng đã đưa Bảo Việt Nhân Thọ trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, củng cố thêm tiềm lực và sự đảm bảo tài chính, qua đó thể hiện đầy đủ trách nhiệm với khách hàng, đồng thời đem lại giá trị, lợi ích cao nhất cho khách hàng. Cùng với rất nhiều giải thưởng nhận được kể từ khi thành lập, trong năm 2015, Bảo Việt Nhân Thọ đã ghi dấu ấn thành công bằng việc được tạp chí Tài chính và Ngân hàng Toàn cầu Anh Quốc bình chọn là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam. Sau hành trình 20 năm phát triển, Bảo Việt Nhân Thọ là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất của Việt Nam, có mạng lưới hơn 60 công ty thành viên và 300 văn phòng rộng khắp. Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền là tôn chỉ cho mọi hoạt động của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Mỗi thành viên trong tập thể Bảo Việt Nhân Thọ luôn nỗ lực không ngừng để cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp nhất, gia tăng lợi ích, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm cho khách hàng. Tôi là một trong những khách hàng đầu tiên của Bảo Việt Nhân Thọ. Ngày đó, gia đình tôi còn rất nhiều khó khăn. Tôi là nhân viên kế toán tại xí nghiệp may mặc Hà Nội. Còn chồng tôi là kiến trúc sư trong một công ty xây dựng. Khi mọi người hầu như chưa ai biết và tin vào bảo hiểm, tôi đã quyết định lựa chọn Bảo Việt Nhân Thọ. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, trứng không nên bỏ chung một giỏ, mua bảo hiểm như một hình thức tiết kiệm mà thôi. Gia đình tôi chào đón thành viên mới, thêm niềm hạnh phúc và cũng là thêm trách nhiệm lên vai chồng tôi. Con gái nhận giấy báo trúng tuyển đại học có lẽ là một kỷ niệm tôi không thể nào quên được. Niềm hạnh phúc này chắc hẳn ai làm cha làm mẹ đều hiểu. Trước lúc cháu nhập trường, tôi dành tặng cháu đáo hạn hợp đồng bảo hiểm an sinh giáo dục như một món quà để chắp cánh ước mơ cho con.
Thời gian trôi nhanh, cũng đã đến lúc chồng tôi được nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ hưu, ông trích một phần giá trị tài khoản tích lũy của hợp đồng bảo hiểm An Phát trọn đời, mua ngay chiếc xe ô tô để gia đình có phương tiện đi chơi, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Bảo Việt Nhân Thọ như một người bạn đã luôn chỉ đường cho gia đình tôi từ khi còn trẻ đến khi tuổi già, không lúc nào phải lo lắng về vấn đề tài chính. Bảo Việt Nhân Thọ đã luôn đồng hành cùng gia đình chúng tôi trong những mốc quan trọng của cuộc đời, giúp chúng tôi có những kế hoạch tài chính hợp lý và an nhàn lúc tuổi già. Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bảo Việt Nhân Thọ. Tôi hy vọng ngày càng nhiều các gia đình Việt Nam được hưởng những lợi ích từ Bảo Việt Nhân Thọ trong hoạch định kế hoạch tài chính. Trong cuộc đời, mỗi con người đều trải qua những thời khắc quan trọng, những biến cố khó khăn. Và Bảo Việt Nhân Thọ sẽ là một người bạn nguyện luôn đồng hành cùng bạn vượt qua những khó khăn đó bằng những giải pháp tài chính đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình. Do sản phẩm của Bảo Việt Nhân Thọ hiện có khoảng 40 sản phẩm đa dạng thuộc nhiều loại hình khác nhau đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm. Các sản phẩm của Bảo Việt Nhân Thọ đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và được địa phương hóa trên cơ sở am hiểu sâu sắc nhu cầu của người Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Với thiết kế độc đáo, đặc thù cho từng sản phẩm để mang lại những quyền lợi hấp dẫn cho khách hàng trong mọi giai đoạn của cuộc đời, như khi còn trẻ, lập gia đình, chuẩn bị nghỉ hưu. Bên cạnh đó, các sản phẩm còn đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng như giáo dục, tiết kiệm, bảo vệ, đầu tư, hưu trí và gói sản phẩm dành cho doanh nghiệp. Để đảm bảo tương lai của bạn có một cuộc sống an nhàn và thịnh vượng, để trao tặng cơ hội và chắp cánh ước mơ cho con trẻ, vì tương lai của chính bạn và gia đình, Bảo Việt Nhân Thọ vẫn luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra các sản phẩm tốt nhất phục vụ khách hàng. Chúng tôi cam kết tạo ra những giá trị cao nhất cho các đối tác, cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng. Bảo Việt Nhân Thọ, niềm tin vững chắc, cam kết vững bền.